Chào cả nhà đang xem video của em nha. Chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Hôm nay em lại lên tiếp video mai giống nha cô chú anh chị. Clip này sẽ có nhiều giống mai ha, và kích cỡ của nó cũng sẽ khác nhau nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình đặt hàng á, mình nên xem cái kích cỡ từng giống ha, để mình đặt hàng cho đúng theo sở thích của mình ha. Đầu tiên trong clip là giống nhị ngọc toàn. Thì hiện tại nhị ngọc toàn đang cái cây này nè, là cho cô chú anh chị xem hoa mẫu thử ha. Còn cái cây giống em giao thì nó chưa có hoa. Hoa rất là to nha cô chú anh chị. Đó, hoa bốn ngón tay luôn ha. Hoa chùm nè, hoa cũng rất là thơm, năm nụ nè, năm cái chân xanh luôn ha. Bên đây nó cũng đang trổ được bốn cái chân xanh nè. Đó thì những cái cây giống cô chú anh chị mua clip thời điểm này là Tết nó sẽ có hoa cho cô chú anh chị mình chơi ha. Cây nhị ngọc toàn này nó nở được tới ngày thứ ba nè, cô chú anh chị thấy cái hoa này nè. Vừa có cánh kem ha. Đó, vừa có cánh kem rồi vừa có cánh vàng luôn ha. Bên đây là bông màu kem không nè, hồi nãy đầu clip là nó nở bữa trước á, còn này là sau 2-3 bữa vậy nè. Đó, có nửa vàng nửa kem luôn ha. Giống này nhìn rất là lạ lạ. Rồi cây giống bên em 50.000 một cây nha cô chú anh chị. Nếu cái này nó cũng gần lấy bo được rồi, về cô chú anh chị chờ vài bữa nữa nó rám tí xíu nhẹ da là mình lấy bo mình ghép được rồi. Muốn nhanh nữa thì mình ngắt cái đọt trên đây nè. Giống nào cũng vậy, mình ngắt cái đọt thì nó nhanh rám da. Đây nó rám cỡ như vậy là lấy bo được nè. Trên đây thì tầm khoảng 5-7 bữa nữa mình cắt bo được ha. 50.000 một cây. Gốc thì cỡ điếu thuốc, cỡ chiếc đũa nha cô chú anh chị. 5 cây em bao ship nha cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị lấy ít thì phí ship, cộng thêm phí ship giùm em ha. Đó, gốc có quấn xử lý đế kiểu quấn tròn này nè. Không có đế nơm, không có đế thú nha cô chú anh chị. Hàng em giao thì tương đối cỡ cái cây mẫu em đăng ha. Em sẽ giao cỡ cỡ như thế này chứ không có lựa cây nhỏ hơn đâu cô chú anh chị. Đó, nó có quấn tròn tròn như thế này ha. Gốc thì cỡ điếu thuốc, cỡ chiếc đũa nha cô chú anh chị. Nhị ngọc toàn 50.000 một cây. Tiếp đến là cây giống siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Siêu bông bình lợi 50.000 một cây. 5 cây em bao ship nha cô chú anh chị. 10 cây được tặng thêm một cây. Thì cô chú anh chị đặt hàng có thể gom lại mỗi giống một cây cũng được, hoặc là cùng một giống đều được. Thì cứ 5 cây là em bao ship cho mình ha. Siêu bông bình lợi gốc cũng có quấn xử lý đế này, nó quấn cộm cộm nè cô chú anh chị. Về mình khui cái đế này ra ha, còn không mình nuôi lâu ngày đế nó sẽ đẹp. Rồi gốc ghép thì cỡ điếu thuốc, cỡ chiếc đũa nha cô chú anh chị. Đó, siêu bông bình lợi. Phần đây nó rám da nè, phần trên đây nó đang đi đọt tiếp nè. Thì về cũng như nãy ha, cô chú anh chị muốn nhanh lấy bo thì mình ngắt bỏ cái đọt này đi ha. Còn không thì mình chờ vài bữa nó là lấy bo được rồi ha. Cái này em chỉ đi dưỡng rễ thôi, em không có xài phân hóa học, phân gì đặc biệt trơn á, nên cô chú anh chị về mình dễ lấy bo lắm ha. Đó, nó xanh cứng như vậy là mình lấy bo được nè. Chờ trên đây nó xanh cứng như đây là mình sẽ lấy bo ha. Đó, 50.000 một cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị, bao chuẩn giống ha. Cô chú anh chị nhìn cái lá cũng biết ha. Đó, lá siêu bông bình lợi. Tiếp đến là cây giống lá ngọc cành vàng nha cô chú anh chị. Thì cây giống lá ngọc cành vàng này 50.000 một cây. Và cô chú anh chị mình xem cái hoa thì em có gắn lại trên màn hình ha, hoa trổ đợt tháng rồi ha. 50.000 một cây. Gốc ghép thì cũng cỡ điếu thuốc nha cô chú anh chị. Nhỏ xíu vậy thôi ha. Đó, nhỏ thôi chứ không có lớn nha nè. Có nó lùng tịt á. Tiếp đến là cây giống thanh mai nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem giùm em cái hoa trên màn hình ha. Thanh mai là hoa màu trắng xanh. Nó xanh nhưng mà không phải là xanh như cái lá, nó xanh xanh mà hơi kem á. Đó, thanh mai. Rồi cây giống thanh mai 50.000 một cây nha cô chú anh chị. Thanh mai 50.000 một cây. Thanh mai hoa màu trắng xanh ha. Giống này là thanh mai lá ngắn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua hàng của em clip này nè, trở về trước cho đến những cái clip trước mấy năm trước em bán á, là đa số là thanh mai lá ngắn nha. Đó, giống thanh mai lá ngắn đầu cánh tròn ha. Đây có một cái hoa tam sắc hoàng mai đang nở nha cô chú anh chị. Cái giống này thì ngày hôm sau á, hoặc là trưa trưa nó sẽ đổi màu ha. Tên giống là tam sắc hoàng mai. Nếu như cô chú anh chị thấy dài quá mình có thể ghi ra giấy đặt cho đúng ha. Hoa của nó là từ 6 đến mười mấy cánh ha. Đó, hoa màu cam và nó sẽ đổi màu cho mình. Tam sắc hoàng mai. Rồi cây giống 50.000 cây. Đó, cây giống 50.000 cây, gốc cũng cỡ điếu thuốc. Tiếp đến là giống cúc tam sắc chuyển màu, khác với giống cúc khác với giống tam sắc hoàng mai hồi nãy nha cô chú anh chị. Cái tam sắc hoàng mai hồi nãy em giới thiệu là thuộc dòng dảo, còn cái cúc tam sắc chuyển màu này là dòng cúc, nó nhiều cánh hơn dòng dảo.
Đó mà nó cũng chuyển màu ha. Màu chuyển thì cô chú anh chị xem giùm em cái hình ha. Đó, cúc tam sắc chuyển màu. Cái này giá là 100 ngàn một cây nha cô chú anh chị. Đó, trước khi gửi đi thì em có ghi tên từng cây ha. Cái này cúc tam sắc thêm chữ chuyển màu nữa, em ghi chưa đủ á. Ghi đỡ làm dấu trong vườn thôi. Đó, có ghi tên từng cây hết cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha. Đó, cúc tam sắc chuyển màu. Đó, về chờ trên đây nè, nó rám rám như trên đây nè. Nó rám hơi thôi chứ không cần đậm đen như vậy nữa là mình lấy bo được. Tiếp đến là cây giống kim ngân lượng nha cô chú anh chị. Cây giống kim ngân lượng giá là 100 ngàn một cây. Kim ngân lượng. Thì giống này hoa của nó có sọc xanh trong cánh ha cô chú anh chị. Cái cánh nó có sọc xanh xanh. Giá là 100 ngàn một cây. Gốc ghép thì cũng cỡ điếu thuốc nha cô chú anh chị. Tất cả đơn hàng bên em á, những cái đơn hàng mình đặt á, nhận hàng mình được kiểm tra trước khi thanh toán, cây không gãy không héo thì mình nhận. Và shipper nào có làm khó cô chú anh chị thì cứ gọi trực tiếp cho em ha. Đó, có những đơn shipper làm khó không cho kiểm thì cô chú anh chị cứ gọi cho em là sẽ được kiểm thôi. Rồi đây là cây giống cúc trái banh nha cô chú anh chị. Thì cúc trái banh cái mặt hoa em có gắn trên màn hình nha cô chú anh chị. Rồi cúc trái banh cây giống là 100 ngàn một cây ha. Đó. Cúc trái banh. Cây nó rất là khỏe ha, nó đi đọt liền liền nè. Cô chú anh chị thấy nè, rám da là nó sẽ đi tiếp cơi tiếp theo. Đó. Như cây này nè. Đọt nó cũng đang non nè, nó cứng cứng chút là nó sẽ đi cơi tiếp theo ha. Rồi cúc trái banh 100 ngàn một cây. Tiếp đến là giống dảo cam cánh tròn đọt đỏ nha cô chú anh chị. Thì đọt non của nó nè, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đọt non của nó màu đỏ tươi ha. Hoa là hoa màu cam. Hoa màu cam thuộc dòng dảo ha. Đó, đọt non rất là đẹp. Rồi đây sẽ là những cái cây giống mà em giao cho cô chú anh chị đây ha. Nó cũng vừa vừa xanh cây là em giao cho cô chú anh chị nè. Đó, cây giống 100 ngàn một cây. Dảo cam cánh tròn đọt đỏ ha. Đọt non rất là đỏ. Đây nè, cây này nó đang đi đọt nè. Nhìn rất là đẹp ha. Đó, thì cây nó cũng già rám rám cây là nó sẽ đi đọt nha cô chú anh chị. Đó, nó rất là sung cây ha. 100 ngàn một cây. Dảo cam cánh tròn đọt đỏ 100 ngàn một cây. Rồi đây là giống dảo super của Nhân Mai Vàng nè cô chú anh chị. Thì cái này em lấy giống là cũng mấy tháng rồi nè, có mấy cây thôi ha. Chia sẻ cô chú anh chị 100 ngàn một cây nè. Dảo super 100 ngàn một cây. Có mấy cây hả cô chú anh chị? Cái này lá nó sâu ăn á, không sao nha cô chú anh chị. Tại vì sâu á, nhiều khi mình xịt trễ, cử thuốc nó ăn à. Về cái này mình lấy bo bình thường nha. Đó, 100 ngàn cây. Đó, nhỏ nhỏ chứ không có bự nha cô chú anh chị. Đó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 nách lá. Đó, dạo super. Đây, cái con sâu này nè. Ăn khiếp luôn á. Bắt tay không, cái loại này xịt không chết luôn. Tiếp đến là cây giống cúc quyền bảo trang nha cô chú anh chị. Cúc quyền bảo trang mặt hoa cô chú anh chị xem trên màn hình giùm em ha. Cây giống giá là 100 ngàn một cây. Cúc quyền bảo trang. Đó. Quyền là tên của chủ giống cúc này nè cô chú anh chị. Đó, cúc quyền bảo trang. 100 ngàn cây ha. Rồi cô chú anh chị mình xem thử hai mẫu ha. Cây em giao thì tương đối như mẫu thôi chứ em cũng không có lựa nhỏ hơn đâu cô chú anh chị. Cái đến là giống siêu bông anh thiết nha cô chú anh chị. Thì giống này, dảo siêu bông anh thiết này, cánh nó màu đậm ha. Hoa em sẽ để trên màn hình cho cô chú anh chị mình cùng xem. Cánh hoa màu đậm sinh trưởng mạnh ha. Đó, và cái lá này nè, nó cũng to và dày ha. Siêu bông anh thiết, cánh hoa màu đậm.